ngồi đây bán cá luôn đúng không? Bán cá. Đấy, đấy, bà đang tuyển nhân viên bán cá luôn. Cá trẻ đấy. Vừa mới câu xong. Cá vừa câu xong. Cá để lâu rồi nhá. Mua một tặng mấy? Không, mua một là phải tính tiền hai. Tính tiền hai. Mua một tặng một tính tiền hai đúng không? Chào bà. Chào bà nhá. Cá nhiều lắm mọi người nhá. Con cá này hôm nay con ghẹ ạ, con phải cá tu. Con này ghẹ 50 cân à? Cá này tròn 50 cân luôn. Không phải mua xong. Nó mọc thò thò đi thì nó rất là béo. Nhưng mà con này nó chưa có thò. 150. 2, 4, 6, 8, 9 con đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, có phải cái con này là phải để chết rồi mới được luộc đúng không? Không, ai để chết thì nó mới không gãy càng. Mình thích nó không gãy càng thì... Anh ơi, biển thế nào bảo thế? Mình không thích nó không gãy càng, mình chọc cho nó chết đi, mình luộc. Còn không, mình to nó vào đá. Mình là không, mình thích mình nhúng nó vào đá nhé. Nó chết lâm sàng nên mình luộc và nó không gãy càng. Cho vào đá chết lâm sàng xong luộc cũng được. Không thì nó sẽ dùng hết càng à. Đây con này nữa. Con này không, con này chết rồi. Chắc anh nhìn thấy mình còn ghẻ này anh buồn cười lắm. Anh phải chọn cái cả đây này, con này gãy càng rồi, đừng cầm con này, cho nó gãy rồi. Con em chọn vừa một con đi. Con này nó chết, nó gãy càng rồi. Con này nữa, mất một cái mực chân này, việc cái gì nó gắt gặm mới sợ. Vâng, em không còn càng đâu. Mất chân chả làm sao cả. Con lời ba ơi. À đây con này. Con này rồi nó phải đầy cái thịt này lên ấy thì nó mới là béo. Đây là tôm. Đây nhá, mọi người mình bán xong nho là cả nhà đi du lịch đây, du lịch Trung Quốc. Nhà ông chủ vườn nho đi Nam Giang, đây là cái chợ hải sản lớn nhất của Phú Quốc, chợ Dương Đông. Đây. Đấy, mua được một túi ghẹ, một túi ốc nữa rồi. Ốc bạn kia cầm. Ốc bạn kia cầm, rồi. Thế là đúng là hẹn với nhau là thu xong nho đi du lịch. Đây là hai gia đình đi du lịch. Con gì đây? Con gì kia? Con gì kia? Ở đây nó nhiều cái con gì. Con cầu, con nhím. Nhím biển. Con này con ở ngoài mình có con vẹn. Con vẹn xanh. Còn ốc le này ăn béo lắm, là tôi mua ốc rồi. Mực, đây là bạch tuộc con, rất là nhiều nhé, ôi nhiều, cũng chả hải sản. Trong này là đồ khô. Mình mua cái gì nữa? Mực tôm hả? Thế nào mọi người mua về để chế biến luôn ở nhà, ở nhà luôn nhé. Không nhà hàng ăn thì ra chợ chọn được, về nhà nấu. Mực này đây là 260 một ký nữa. Đúng rồi, anh nó còn đó, không có à.
nó còn cái màu đen đen mà nó nháy nháy như này là mực tươi là biết rồi. Dạ. Còn nó nhợt ra mà nó. Dạ bây giờ đây là mực tươi em, mực sống 100% hết. À. Dạ đúng rồi, mực này em là bao nó hả? Còn nó còn cái màu nâu và nó nháy 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 như này đấy, nó đổi màu nháy nháy như này là mực tươi nhé mọi người, đây là cái cách chuẩn mực nhé. Còn khi nó nhợt ra mà nó không còn cái màu sắc, nó không còn đổi, nó không nháy nháy này là nó mực tươi rồi. Thôi có cái này không phải chọn rồi, nó cứ đều đều như nhau rồi đúng không? Đấy bao nhiêu này? Bỏ rồi. Dạ rồi em làm cho chị ha, em lấy túi vặt ra cho chị ha. Ok. Đấy bao nhiêu em? Đã ký đúng em tôi mà. Một tươi mà. Sống mà, câu sống. Đấy ký thôi. Thôi thôi ký rồi. Không bán hết rồi. Nó có mấy người thôi mà. Bán hết. Cái này nữa. Cá này cho mấy vô? Cá đồng. Đây làm chắc có trăm nhiêu hả? Cá này là 90 nghìn một cân hả bác? Một chọn cá mà cái vảy nó cứ ống ánh như này này, nó còn nhớ ống ánh như này này. Mắt nó trong vắt sáng này, nật mang này, nật cái mang nó đỏ chót như này là cá tươi. Rồi cái nhất là em chọn mắt này, mắt nó sáng nha, nó trong, cái vảy nó còn sáng này. Trong kiểm tra thêm cái mang nữa nó còn đỏ chót như này này. Cá này nướng, cá này một cân này. Cá này nướng mà nó phải chua hay là chiên hay kho gì đó hả? Mỗi người một con đi chứ bao nhiêu mà. Một mình ăn đâu. Đấy. Nhặt mấy con đi, nhặt mấy con đi. 5 con thôi. 2. Có là 5 con. Con to đấy. Đây. 4. Cá này là mát miệng luôn. 5 con. Con làm cho con này. Bạn thịt xé à? Không, khỏi làm đi, bỏ lên nướng. Cứ để đây nướng mà. 900 giám nè. Mình nướng mình để cả vảy được. Đúng rồi, lấy ruột thôi. Mình để cả vảy nướng ra mình chóc vảy đi mình nha. Không cần phải làm vảy. Ngoài em giá 79 đi chị. Đấy, còn mấy giá 79. Chị ơi, mua một bình xanh 19 là ngon ạ. Xanh ăn nó không nhạt. Quả xanh ăn nó chua chua và nó nhạt. Để cầm dưới. Sushi. Đặc sản của Gò Công Tiền Giang là trồng nhiều nhất cái quả đấy. Đây cả. Chơi đẹp luôn gì đấy. Đây là nhà nghỉ mình nha. Mình ở đây. Mình đi lần sau ủng hộ em. Mình nghỉ ở cái nhà ở khách sạn này nhá. Đây là hướng ra bước một cửa ra biển luôn. Đi mò đi mò ốc bắt đường này ốc này này. Mò chợ đây, đây là ốc mò nhảy. Mò ở dưới biển đấy. Ốc nhảy này Quảng Ninh bán cũng khá là thật. Ừ. Đây bán rẻ nhỉ? Đây có ba mấy nghìn. 35 nghìn một cân. Ừ. Ngày mai đi đảo nhá. Mai đi đảo để anh phải đi luôn, anh đấu luôn. Bước một bước ra biển luôn. Thì buổi chiều. Này. Thuyền đánh cá chuẩn bị tối đến là xong. Đây ông chủ vườn nho này vừa cái nãy xuống tắm cái này bị say sóng rồi không dám xuống nữa. Say lòi mắt đây mọi người. Tắm biển say sóng. Còn mỗi đây cũng không phải là sóng quá mạnh đâu nhá. Còn mỗi bạn này là vẫn tiếp tục tắm hiệp 2. Ở đây nhỉ, nó mọc cái rêu nhưng mà chết nhỉ. Cái rêu này chắc là lúc còn cái rêu này là mùa tháng thường thì mùa tháng 2 tháng 3 ấy nó xanh nè. Trong giờ nó chết thì nó trắng. Đó. Anh ơi, những tảng đá này hiểu đâu ra? Tảng đá này ở đâu ra? Đây chắc là anh người ta chở đâu về, người ta kè đây này. Người ta cho cậu chở về đây, người ta kè đây để khỏi sóng nó đánh cái này. Đó. Sóng nó đánh sạc hết cả bờ, người ta kè đây để chắn sóng rồi. Còn như kiểu bên kia người ta đổ từng cái bao, cái gì đấy, cục bê tông to kìa. Đây, còn ở đây là người ta chở đá này, người ta kè. Đâu? Tít bên kia còn thương lượng ha. Ừ nhỉ. Đây. Đây là đang hoàng hôn. Đấy, lát nữa gia đình mình đang chuẩn bị sẵn đồ nướng này, bếp nướng than. Bếp nướng. Đấy, tí nữa nướng ngoài đây. Sân ngoài. Vừa ăn vừa ngắm biển.